afternoon, everyone. Thank you very much, Michele, for inviting me and for arranging this event on the true Italian taste. It's a pleasure to promote Italian food and beverage in Vietnam. Lời đầu tiên, cho tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới toàn thể các quý vị đã tham dự buổi ngày nay. Đây là một cơ hội để quảng bá cái hình ảnh cũng như là thương hiệu về thực phẩm Ý. Food and beverage in Italy is something serious, very serious, and it's worth a lot of money. So that is why we try to promote the best of Italian food in global markets, including Vietnam. Cái ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống ở Ý là một ngành công nghiệp rất là lớn với giá trị rất lớn về mặt kinh tế. Nó là một ngành công nghiệp rất là nghiêm túc của người Ý. I will try to give you some information about one way we have to protect in Italy but also in Europe our food and the authentic Italian food and beverage. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về các cái chỉ dẫn, những cái chứng chỉ để nhận biết được những cái sản phẩm là chuẩn Ý cũng như là chuẩn ở châu Âu. And this way is of course to identify geographical indications. Và đầu tiên quan trọng nhất là những cái chỉ dẫn để có thể nhận ra về mặt địa lý. So identifying single products and associate them to zones and area of production. Chỉ ra những cái sản phẩm liên quan đến một cái vùng miền về mặt địa lý nào đấy ở bên Ý. Let's start by definitions. Geographical indications. It's a distinctive sign, which is used, of course, to identify a single product with it, which is originating from one single area, as I was mentioning before. You can see here one of the typical Italian products, very well known all over the world, which is ham, of course, which originates in at least two different parts of Italy, but one, which is of course very well known, is Parma. The geographical indication is just a distinctive sign able to identify a product with a single zone, but not associating any quality of this product with the zone and the area of origin. Chỉ dẫn địa lý là những cái dấu hiệu đặc biệt được dùng để chỉ ra các cái sản phẩm có liên quan đến một cái vùng địa lý nhất định. Thế nhưng cái chỉ dẫn này nó chỉ liên quan về mặt địa lý chứ không liên quan gì về mặt chất lượng hay là những cái thành phần đến từ những cái vùng địa lý đấy. Okay, to move on, you can have a better idea of the level of protection we have when we talk about geographical indication. So, an indication of source, you have just a geographical indication that associates the product to a country of origin. For example, you can say made in Italy or Swiss quality, and you have an indication. You know that there is an indication of source, but maybe the product it's not 100% done by in that area, or it associates or is produced using also elements coming from different areas. Đầu tiên là về những cái chỉ dẫn địa lý thì sẽ chỉ ra các cái sản phẩm có nguồn gốc đến từ các vùng địa lý nhất định và những cái thành phần để tạo nên những cái sản phẩm đấy cũng sẽ đến từ những cái nguồn vùng địa lý đấy hoặc là có thể đến từ những vùng khác mà những cái danh tiếng của cái sản phẩm đấy nó gắn liền với cái chỉ dẫn địa lý đấy, từ cái vùng địa lý đấy. When we move to the next level, to the geographical indication of course, then in that case we need to associate the product with a quality or at least a reputation which associate the products with the area of origin. It could be a geographical name or an indirect reference. For example, you can find made and produced in Italy
as a geographical indication property. Ở cái chỉ dẫn trước thì chúng ta sẽ chỉ nói đến về cái nguồn gốc của sản phẩm. Nhưng khi nói đến cái chỉ dẫn về địa lý GI thì sẽ nói đến cả những cái khía cạnh về chất lượng cũng như là danh tiếng của sản phẩm đấy sẽ phải gắn liền với cái vùng miền đấy. And finally we have the appellation of origin or denomination of origin, which is a special kind of geographical indication implying a stronger link with the place of origin. Indeed, an appellation of origin can be defined as the geographical name of a country, a region, or a locality which serves to designate a product originating therein and nowhere else, of course. And the quality are due exclusively or essentially to the characteristic and the geographical environment, including natural and human factors, of course. Và ở cái mức độ cao nhất là cái chỉ dẫn về nguồn gốc liên quan đến tên gọi. Thì ở cái mức độ này thì cái việc cái mối kết nối giữa sản phẩm với cái vùng địa lý đấy nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nó sẽ mang tính thương hiệu đặc sản là phải những cái sản phẩm liên quan đến cái vùng địa lý đấy thì mới có cái hương vị như vậy. To give you an example, a denomination of origin relates a lot with, for example, Italian wines. But in Europe, as in general, it relates also to other wine-producing countries like France or Spain or whatever. So to get a denomination of origin certificate, that wine should be produced in that area, the grapes should be cultivated in that area, and there should be a regulation on how you produce and which kind of blend you can use to have that wine called, for example, Chianti or Bordeaux. Ví dụ về cái sản phẩm rượu vang, khi một cái sản phẩm rượu vang được xác nhận ở cái mức độ về nguồn gốc xuất xứ cao nhất là cái mức độ denomination of origin này, thì sẽ phải có được cái chất lượng đặc trưng của cái vùng miền đấy và cái sản phẩm nho để làm nên cái sản phẩm rượu vang đấy cũng phải được trồng và thu hoạch ở cái vùng địa phương đấy để đảm bảo cái chất lượng so với những địa phương khác. Okay, and now you have the three levels which are set in the European Union legislation. Protected geographical indication to identify products whose quality or reputation is linked to the place where they are produced or processed or prepared. And of course, all PGI's products must adhere to a precise set of specification and may bear the PGI logo. Như các bạn thể thấy ở trên đây, đầu tiên là cái chỉ dẫn bảo vệ về địa lý PGI. Cái chỉ dẫn này là để chỉ ra các cái sản phẩm mà cái chất lượng cũng như là danh tiếng của những cái sản phẩm có cái chỉ dẫn này sẽ liên quan rất là mật thiết tới cái vùng mà cái sản phẩm đấy được sản xuất, được chế biến cũng như được chuẩn bị. Và đương nhiên là tất cả những cái sản phẩm mà có cái mark PGI này đều sẽ phải tuân thủ một cách rất là nghiêm ngặt các cái chỉ tiêu cũng như là những cái và sẽ được gắn cái logo PGI. Then moving to the next level, you have the protected designations of origin, in which, of course, the product should be produced, processed, and prepared in a specific area, but it also have to be produced using the recognized know-how of local producer and ingredients from the region concerned. So there is a stronger link between the products and the area, exactly as we saw in the slide before. Và ở cái chỉ dẫn tiếp theo là chỉ định về bảo vệ nguồn gốc xuất xứ thì là để chỉ ra các cái sản phẩm được sản xuất, được chuẩn bị cũng như là được xử lý ở những cái vùng địa lý nhất định và sử dụng những cái kỹ thuật, những cái bí quyết của các cái nhà sản xuất ở địa phương cũng như là các cái nguyên liệu là sẽ phải đến từ cái vùng miền đấy. Thì cái chỉ dẫn này, cái tiêu chuẩn này nó có một cái sự liên quan giữa sản phẩm với cái vùng địa lý mạnh hơn cái chỉ dẫn trước. And finally, we have a different kind of protection, which is the traditional specialty guaranteed,
which highlights the traditional aspects, the way to produce a single food or beverage or products, without being necessarily linked to the geographical area. But this is an important aspect as well, because it preserves what we call the savoir-faire, the how to do it. And the name of a product being registered as a TSG protects against falsification and misuse, of course. Và tiếp theo là cái chỉ dẫn liên quan đến đảm bảo những cái đặc sản mang tính truyền thống. Thì cái chỉ dẫn này nó không có sự liên quan tới cái vùng miền về địa lý, mà nó thường liên quan đến những cái sản phẩm truyền thống và mang tính đặc sản của cái địa phương đấy. And why we do it? Two aspects. One is defensive, of course. We use this protection in order to improve the information on the market, so to reduce the asymmetries between the buyers and the sellers, because you know what you are buying. We use it in order to differentiate the products, so the consumer would know that one product is different from the other. One wine is coming from Chianti and the other one is coming from Bordeaux or Bourgogne. We promote the provenance and we protect the rural areas and, of course, and the country of origin. But we also have an offensive scope and goal, which is, of course, to have more added value to the products, because on average, as you see, geographical indications in the EU are sold at a price that is 2.23 times higher than similar non-geographical indication products. And this is very important for Vietnamese production as well in the future. Vậy thì tại sao chúng tôi lại phải làm những cái chỉ dẫn cũng như là những cái tiêu chuẩn như thế này? Thì cái điều đầu tiên là để cải thiện cái sự bất cân xứng thông tin giữa người mua và người bán. Cái thứ hai là để chỉ ra những cái sự khác biệt về các cái sản phẩm mà có những cái chứng chỉ này so với những cái sản phẩm không có. Thứ ba là để bảo vệ về nguồn gốc và thúc đẩy phát triển các cái vùng nông thôn. Và thứ tư là để bảo vệ những cái kiến thức mang tính bản địa. Và với những cái sản phẩm mà được gắn những cái chỉ dẫn, những cái tiêu chuẩn về mặt địa lý như này thì thường có giá cao hơn 2,23 lần so với những cái sản phẩm bình thường mà không được gắn những cái chỉ dẫn như này. I can quickly go on this slide because it's just the correspondence between the European labels and the Italian ones. But we go right after to this very important slide. So why we're doing this as Italian? Because we have the highest number of geographical indications in Europe, by far. And it's worth for Italy 12 billion euros revenues, which is the one-fifth of the overall European Union revenues on geographical indications, and 2.4 billion export, which is again one-fifth of the European Union total export of products protected by geographical indication. Và cái biểu đồ này cũng thể hiện cái việc có những cái chỉ dẫn địa lý nó quan trọng như nào với những cái sản phẩm của Ý. Chúng tôi có cái số lượng sản phẩm có cái mark GI, tức là cái mark chỉ dẫn bảo vệ địa lý cao nhất ở châu Âu, và nó đem lại cho nước Ý hàng năm 12 tỷ euro doanh thu, là chiếm 1/5 cái doanh thu của toàn châu Âu, cũng như là 2,4 tỷ euro cho cái việc xuất khẩu, là cũng chiếm 1/5 cái phần ở châu Âu. Then we move to tonight's subject, pasta. Italian EGP on pasta. Well, you may wonder, we don't have so many geographical indications of pasta, because it is quite natural that you associate pasta with Italian food, right? I mean, it's very natural. So we don't experience many falsification or misuse of pasta in global markets. We do, but less than for other products. And in this slide, you just can see some example of Italian geographical indications for pasta.
in all the different areas of production, and we will have some sample done by our wonderful chefs. But probably it's more meaningful to give you some numbers on pasta, and to give you also some hint on the fact that pasta is not really just a traditional business for Italy, but it also implies technology and research and development. Và chủ đề ngày hôm nay là liên quan đến pasta, thì chúng tôi cũng không có quá nhiều những cái sản phẩm được gắn cái chỉ dẫn địa lý liên quan đến cái pasta này. Tại vì là pasta nó là một cái sản phẩm rất là phổ biến ở Ý, và cái sự làm giả cái sản phẩm này trên trên quy mô toàn cầu nó cũng không nó là có nhưng nó cũng không quá lớn so với các cái sản phẩm khác của Ý. Numbers are pretty impressive, as you can see, 4.7 billion euro turnover each year, 50% of increase of worldwide export of pasta, Italian pasta, globally over the last year, 3.3 million tons of pasta produced every year. So basically, we are a pasta powerhouse. Đây là một vài những cái con số về cái sản phẩm pasta. Thì hàng năm nước Ý có cái dòng doanh thu khoảng 44,7 tỷ euro liên quan đến sản phẩm pasta. Và qua các năm thì cái sản phẩm pasta này vẫn đang có cái sự tăng trưởng 50% về việc xuất khẩu trên toàn thế giới. Và từ những cái con số này thì quý vị có thể thấy là nước Ý là một cái công xưởng sản xuất về pasta. Just a quick comment on why we research and develop even in pasta. It's because, of course, the use of pasta dates back since a long time in Italy, in our region. And of course, pasta is one of the main components of the Mediterranean diet, at least in Italy. And the thing is pretty important because we associate Italian products and authentic Italian products to the Mediterranean diet. And the Mediterranean diet is a crucial factor on life expectancy. And in fact, in Italy, we do have one of the highest life expectancy at a global level, more than 82 years old. And we compare with countries like Japan or Spain. And this is mainly due to lifestyle, and food, of course, is a great part of it. Pasta có một cái lịch sử rất là lâu đời ở Ý, và nó gắn liền, gắn rất là chặt với cái chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải, đã có cái lịch sử 23 năm, đã gần như là trở thành một cái phong cách sống của chúng tôi. A final comment on geographical indications protection between the EU and Vietnam. Already in place, 169 European Union geographical indications product protected in Vietnam and 39 Vietnamese products protected in the European Union. But a lot of room for improvement in these numbers will be given by the entry into force of the free trade agreement between the European Union and Vietnam pretty soon. Just a few list, the list of the Italian geographical indications protected already in Vietnam. Our target is, of course, for more, and also to include the pasta in it. So with this said, I thank you for your attention and enjoy the rest of the seminar. Với cái hiệp định thương mại tự do được ký kết giữa Việt Nam và EU thì trên màn hình là những cái sản phẩm mà của Ý đã có cái mác GI được bảo vệ ở Việt Nam, và hiện tại đang có 169 sản phẩm của EU cũng như là 39 sản phẩm của Việt Nam đang được bảo vệ thông qua những cái hiệp định thương mại tự do này.